Tập 30. Cháu đến vì tôi và Ngô Vũ Định đúng không? Vì đã đến nước này rồi, cháu cũng không có gì để giấu cả. Cháu đang điều tra việc giữa cô và Ngô Vũ Định. Là Cao Kỳ nói cho cháu biết đúng hay không? Ngày này cũng có quy tắc của nó, cháu không thể nói cho cô biết được. Phi Phi à, tôi tốt với cháu như vậy mà. Tôi đối với cháu như con gái của mình. Sao cháu lại dùng cách này để tổn thương tôi? Cô Mộng, là cháu bảo tôi có thể nói với cháu bất cứ bí mật nào. Là cháu bảo tôi có thể kể khổ với cháu. Là cháu nói muốn coi tấm lòng của tôi như áo bông. Cháu làm thế này là cớ làm sao? Cô Mộng, cháu biết cô tốt với cháu, cháu đều ghi nhớ ở trong lòng. Nhưng đây là công việc của cháu. Lúc đầu là cháu đến vì cô và Ngô Vũ Định. Cháu đã thất bại trong chuyện tình cảm, cháu không thể lại thất bại trong công việc. Thế nên cháu mới vì lợi ích mà đã hại gia đình tôi. Cháu không cho rằng đó là làm hại. Ngược lại, cháu thấy là cháu đang giúp cô. Chỉ cần báo chí đăng tin thì Ngô Vũ Định sẽ không thể không nhận cô vào Hoa Hữu Hy. Như vậy hai người cũng có thể có được một món tiền lớn. Đấy không phải là việc tốt sao? Chúng tôi không cần số tiền đó. Tôi nói cho cháu biết, cháu đừng có đổ mong muốn và lý do của cháu lên đầu của chúng tôi nữa. Cháu có thể tổn thương tôi thì cháu không được tổn thương con của tôi. Cháu xin lỗi, đây là công việc của cháu. Nếu cháu muốn tiếp tục theo nghề này, cháu buộc phải không được lùi bước. Vậy thế này đi Phi Phi, nếu như cháu nhất định phải đưa tin thì tôi có thể nói với cháu. Chuyện của tôi và bố của Định nhất, cháu có thể giết mà. Cô Mộng mà, cô nghĩ hai việc này có thể so sánh với nhau được sao? Một việc là khách sạn đang nằm vào thế đầu sóng ngọn gió, một việc là một ca sĩ quá thời đã chết. Cô cảm thấy việc nào mang tính thời sự hơn? Làm gì có cái lẽ đó chứ. Tôi cho cháu biết, tôi sẽ không để cháu đạt được đâu. Cháu thật quá đáng mà. Sao cháu lại có nửa tấm hình này? Cháu tự có cách của mình thôi. Cháu cho cô xem, cũng là để cô có chuẩn bị tâm lý. Việc này sẽ không che giấu được nữa rồi. Cô xé đi, dù sao cháu cũng đã chuẩn bị trước. Việc này cũng sẽ được đăng lên tuần sau của kỳ sau. Nhưng cô may mắn hơn Ngô Vũ Định, chí ít cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước. Về phần Hoa Hữu Hy, cháu nghĩ cậu ấy nên cảm ơn vì cháu đã thay đổi số phận của cậu ấy. Alo, là khách sạn Ngô Vũ Định phải không? Phiền cô gọi giúp tổng giám đốc Ngô. Tôi có việc rất quan trọng cần bàn bạc với ông ấy. Phi Phi, nhìn thấy chưa? Hôm nay người anh em đã báo thù giúp cậu rồi đấy. Thế nào, công việc hôm nay thuận lợi chứ? Xí nghiệp họ Ứng đã bên bờ vực phá sản, nên bây giờ chính là cơ hội tốt để chúng ta mua lại xí nghiệp họ Ứng với mức giá thấp nhất. Có điều mấu chốt của vấn đề, chủ tịch của xí nghiệp họ Ứng hiện vẫn còn đang mê man bất tỉnh trong bệnh viện. Nhưng theo tôi thấy, có thể để cho con trai của ông ta, Ứng Đông, làm đại diện pháp nhân, tiếp tục công việc liên quan của chúng ta. Cho nên mấu chốt của vấn đề này vẫn là Ứng Đông. Đúng. Chủ tịch, lúc nãy ở công ty có người tìm ông. Cậu không thấy tôi đang bận việc sao? Có khách hàng quan trọng thế nào cũng bảo họ đợi đi. Không phải là khách hàng, mà là mẹ của Hoa Hữu Hy. Vậy hôm nay đến đây thôi nhé. Cậu đi trước đi, mời bái vô. Dân. Cô ta đến đây làm gì chứ? Cô xông thẳng vào như thế,
không sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi sao? Ông cũng biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tôi sẽ không xông vào như vậy mà. Được, thế có chuyện gì cô cứ nói đi. Có một phóng viên ngành giải trí đã điều tra được sự việc năm đó của tôi và ông. Chuyện cũ lâu năm giữa tôi và cô có gì đáng để điều tra? Không phải, cô ta đã điều tra ra mối quan hệ giữa Hữu Hy và ông. Cậu nói sẽ đăng lên tuần sang kỳ sau nữa kìa. Cái gì? Không thể nào. Bằng chứng đâu? Có bằng chứng hay không? Có, cô ta có tấm hình chụp chung của tôi và ông năm đó. Về phần còn có bằng chứng gì nữa không thì tôi lại không biết. Tấm hình chụp chung đó sao có thể ở trong tay họ được? Đúng vậy, tôi cũng đang muốn hỏi ông đó. Sao cô ta lại có được nửa tấm hình đó của ông? Được rồi, bây giờ bàn mấy chuyện này đã không có ý nghĩa gì nữa rồi. Cô muốn gì? Cứ nói đi. Sao? Dù sao, sau khi tin này được đưa ra, tôi không muốn hai bên làm ĩ quá khó coi, đến lúc đó lại làm trò cười cho người khác. Chỉ bằng hai bên chúng ta thỏa hiệp trước. Cô ra giá đi. Ông nói gì vậy? Tóm lại tôi không muốn mối quan hệ giữa tôi và cô và cả Hoa Hữu Hy bị bên ngoài chỉ trích. Bao nhiêu năm nay, thực ra tôi nên cho cô một khoản tiền nuôi dưỡng. Tôi biết tự lực cánh sinh. Tôi không giống Cao Kỳ. Tôi chưa từng tiêu tiền của đàn ông. Tất cả mọi thứ hiện giờ đều tặng cho Cao Kỳ. Tôi như vậy thì càng phải bù đắp cho cô mới đúng. Tối nay tôi sẽ mua lại tòa soạn đó. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho tin này lọt ra ngoài. Ông tưởng thanh niên bây giờ dễ đối phó như vậy hay sao? Chúng chỉ cần dùng ngón tay nhấn bàn phím, gửi tin đi, cư dân mạng sao Mỹ cả lên. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Tôi không muốn tổn thương con trai tôi. Mẹ, đi du lịch hả mẹ? Không phải mẹ mà là con. Con, đúng thế. Con đang yên đang lành, thế mà đi du lịch làm gì? Mẹ đã ghi danh cho con ở sở du lịch rồi. Con hãy đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu nghỉ ngơi thư giãn đi. Tốt vậy hả mẹ? Mẹ con chủ động bỏ tiền ra cho con đi du lịch luôn sao? Đúng. Đợi con đi một tháng trở về thì rất nhiều chuyện đã được giải quyết xong. Giải quyết chuyện gì vậy mẹ? Con không cần quan tâm đến chuyện gì. Con đi du lịch là được rồi. Con sắp tốt nghiệp rồi. Con phải làm khóa luận tốt nghiệp. Còn rất nhiều việc cần phải làm. Con lấy đâu ra thời gian đi du lịch? Phải đi, không được ở nhà. Vậy còn khóa luận của con thì sao? Mẹ sẽ nói với thầy Lam. Thầy sẽ nghĩ cách giúp con. Sao con thấy đây không giống đi du lịch mà giống như bỏ trốn vậy? Vội vội vàng vàng như vậy. Mẹ, gần đây tinh thần của mẹ không được ổn định hả? Mẹ nói cho con biết có phải mẹ quay lại cửa hàng đá quý làm việc, áp lực sau khi phục chức quá lớn không? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lâu rồi? Con sắp tốt nghiệp rồi, con với anh sẽ nuôi mẹ mà. Chuyện con đi du lịch, tuyệt đối đừng có nói cho Phi Phi biết nha. Tại sao không nói cho cô ấy biết? Đừng hỏi, đừng có hỏi nữa mà. Có rất nhiều chuyện mẹ không thể nói rõ với con được. Không phải quan hệ giữa mẹ và cậu ấy rất tốt, còn muốn nhận người ta làm con nuôi, nó là tay săn ảnh. Chúng ta đều bị nó lừa rồi. Người ta lừa mẹ là để che giấu thân phận, để điều tra chuyện của Ấn Đông thôi. Dù sao chuyện của Ấn Đông không có liên quan gì đến chúng ta. Mẹ tha thứ cho cậu ấy chút đi. Sao lại không liên quan? Trong lòng không nên rắp tâm hại người, nhưng mà nên đề phòng bị người hại. Tóm lại là con không được nói với nó, nghe rõ chưa? Cách xa nó ra cho mẹ. Chuyện này là sao nữa đây? Lúc đầu bảo cậu ấy tốt là mẹ, bây giờ bảo cậu ấy xấu cũng là mẹ. Trái tim phụ nữ như kim đáy biển gì đó, đúng là khó hiểu mà. Alo, dì Phi Phi, tài liệu chuẩn bị thế nào rồi? Ông chủ, tài liệu vẫn còn một chút nữa. Tôi chỉnh sửa lại rồi đưa cho ông luôn. Tôi không đợi được nữa đâu. Bây giờ cô mau đưa cho tôi đi. Được, vậy thì tôi sẽ chuyển cho ông ngay.
Chào mừng quý khách. Định Nhất và Vivi đâu? Mà chỉ có mình cậu vậy? Hai người họ ra ngoài mua đồ ăn rồi. Tôi ở lại trong tiệm. À đúng rồi, trong tiệm có máy tính mà đúng hay không? Có thể cho tôi mượn dùng một lát được không? Máy tính của tôi không lên mạng được. Cậu dùng máy tính làm gì? Tất nhiên là viết bài rồi. Sao cậu lại căng thẳng vậy? Không phải cậu cũng mong xí nghiệp hậu ứng có thể vì tin tức này mà cải tử hoàn sinh sao? Đó là chuyện nhà của Ấn Đông, tôi không có quan tâm. Thế à? Không quan tâm thiệt sao? Máy tính ở kia, cậu tự dùng đi. Tôi sang bên kia sắp xếp chút. Giảng gia. Mai Bảo, sao cậu lại đến đây? Mình đến tìm Vivi, cậu ấy có ở đây không? Cậu ấy không có ở đây, ra ngoài cùng với Định Nhất. Nhưng sẽ về ngay thôi. Hay là cậu vào trong đợi đi. Được, có cần mình phụ giúp gì không? Không cần đâu, cậu vào trong ngồi đi mà. Trùng hợp thật. Cậu đến tìm Hoa Hữu Hy à? Không phải, tôi đến tìm Vivi. Tôi muốn ăn pizza cậu ấy làm thôi. Sao cậu lại nhìn tôi? Có phải cậu có điều gì muốn nói với tôi? Không. Có phải cậu muốn hỏi tôi về việc của Hữu Hy không? Không có. Có phải cậu rất để bụng chuyện Hữu Hy ôm tôi hôm đó? Không. Có phải cậu sợ Hữu Hy bị tôi cướp mất không? Không có. Không không không. Không có thì không có. Tôi đùa thôi, không cần phải căng thẳng đâu. Có phải cậu thích Hoa Hữu Hy không? Không có, cậu đừng có nói mò mà. Không có. Vậy sao cậu lại để ý đến việc bạn gái cũ là tôi nghĩ như thế nào? Tôi là bạn của cậu ấy mà. Quan tâm đến những người bên cạnh cậu ấy cũng là chuyện bình thường. Thật không? Tất nhiên. Thật ra thì tôi muốn nói với cậu rằng, tuy Hoa Hữu Hy có rất nhiều khuyết điểm, anh ấy háo sắc, không chung thủy với tình yêu lại ấu trĩ nữa, nhưng bạn ấy thực sự rất tốt bụng, rất ngây thơ, cũng rất động tình nghĩa với bạn bè. Tôi mong cậu có thể trân trọng anh ấy. Cậu ấy nhiều ưu điểm như vậy, sao cậu lại muốn rời xa cậu ấy? Được rồi, cậu cũng đừng để bụng. Tôi và Quan Hữu Hy đến bạn bè cũng không được nữa là. Chào mừng quý khách. Chào anh, cho hỏi anh cần gì ạ? Không có gì. Tôi sẽ xem tự nhiên. Cô làm việc đi. Vậy anh cứ xem tự nhiên nha. Được. Ba lô của tôi. Phi Phi. Khoai tây đắng chết.
Chuyện gì vậy? Sao vậy? Đối thủ chết tiệt của tôi muốn cướp bài của tôi. Cái này rất quan trọng đối với tôi. Bên trong có tài liệu về gia đình của Ứng Đông. Cậu nhất định phải tìm được một nơi an toàn và giữ nó giúp tôi. Được. Muốn chạy hả? Không dễ đâu. Giao USB ra đây. USB không có chỗ tôi đưa người khác rồi. Tôi đã đưa nó cho người khác. Ở chỗ ai? Phi Phi, nói, mau chạy đi. Đừng chạy. Đứng lại, không được chạy. Bỏ ra, thả ra. Bỏ ra, bỏ ra. Gia Gia, Gia Gia, Dạng Gia, mau gọi xe cứu thương. USB, USB, USB vẫn còn. Dạng Gia, Gia Gia, cậu tỉnh lại đi, Dạng Gia. Dạng Gia sao rồi? Bác sĩ nói não của cậu ấy bị tổn thương, đang khâu vết thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Dạng Gia lại bị thương? Cậu hỏi cậu ta đi. Đều là chuyện tốt cậu ta gây ra đó. Vì Phi Phi, rốt cuộc cậu làm trò gì vậy? Cậu không phải vì tin tức về gia đình người nào đó hay sao? Đó là vì Phi Phi tự ý điều tra theo ý mình. Không phải Ứng Đông bảo cậu ta đưa tin chuyện của nhà anh ấy. Dạng Gia vì tôi nên mới. Đúng. Bên trong đều là tư liệu của nhà các người. Đồng nghiệp của tôi muốn cướp bài của tôi, nên tôi đã đưa USB cho Dạng Gia. Dạng Gia vì để bảo vệ nó nên đã bị xe mô tô đâm trúng. Tôi xin lỗi. Thật sự tôi không có cố ý đâu. Tôi cũng không biết sự việc ra nông nổi này. Cậu có âm mưu gì vậy hả? Gia Gia, Dạng Gia, bác sĩ của ấy sao rồi? Vết thương ở đầu đã khâu xong rồi. Cơ bản thì không có gì nguy hiểm hết. Nhưng còn phải ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian. Đi thôi. Một người con gái vì cậu ta mà bị thương, cậu ta sẽ không thể thờ ơ được đâu. Em yên tâm. Đó không phải là tình yêu, chỉ là cảm kích thôi. Tôi biết chứ. Tôi cũng đâu có để buồn. Thế sao? Anh đừng có tỏ vẻ rất hiểu tôi được không? Như thế khiến cho người khác thấy rất ghét. Không sao đâu. Dù sao em ghét anh cũng không phải một hai ngày. Anh chỉ quan tâm em, sợ làm cho em buồn thôi. Nói là sinh viên là hạnh phúc nhất. Nhưng mà sao cậu chưa tốt nghiệp mà chuyện bé chuyện lớn cứ kéo đến thế này? Xã hội bây giờ 99% những việc đều có thể dùng tiền để giải quyết. Đây là chi phiếu đã có chữ ký của tôi. Cậu hãy viết một con số đi. Để làm gì chứ? Bảo vệ Phi Phi đừng giao chiếc USB đó ra. Cậu không muốn Ứng Đông ngóc đầu trở lại sao? Tôi không biết. Đúng vậy.
99% những việc trên đời này đều có thể dùng tiền để giải quyết. Nhưng mà chúng ta nằm trong số 1% còn lại. Trong 1% này có tình yêu và tình bạn của cả lớp chúng ta. Tiền không thể giải quyết được vấn đề đâu. Kinh sợ nhưng không nguy hiểm. May mà chị bị thương ngoài da. Tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng mà một người con gái lỡ như để lại sẹo thì làm sao? Cậu sao thế? Tôi xin lỗi, đều là tại tôi hết. Phi Phi, Phi Phi, cậu định đi đâu hả? Cậu cứ mặc tôi là tôi đã hại Dạng Gia. Cậu đâu có cố ý đâu. Tôi nghĩ Dạng Gia sẽ không trách cậu. Là tôi đã hại cô ấy. Cậu cũng nên tránh xa tôi ra đi. Nếu không cậu cũng sẽ bị hại đó. Cậu lạ lắm nha. Tôi muốn nói chuyện với cô chút. Được, anh nói đi. Tôi mong rằng cô sẽ không tiếp tục điều tra chuyện của gia đình tôi. Tôi không quan tâm rằng bản tin đó sẽ mang lại gì cho tôi. Hơn hết tôi cũng không mong muốn bản tin đó sẽ gây tổn thương cho những người bên cạnh tôi. Bố tôi đang nằm viện. Tôi muốn dựa vào chính năng lực của mình để vượt ứng thị dậy. Tôi tin là chỉ cần tôi cố gắng thì tôi sẽ thành công. Vì thế nên xin cảm ơn ý tốt của cô trước. Bây giờ tôi nghĩ là mình không cần nữa rồi. Thực ra thì tôi, thực ra nói vốn dĩ không phải đang điều tra chuyện của gia đình họ Ứng đâu. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Cô ấy không điều tra chuyện của gia đình họ Ứng thì điều tra gì? Nó điều tra cái gì bản thân nó tự biết. Cô Mộng nói đúng hay không? Rốt cuộc trong USB chứa cái gì chứ? Đúng thế Phi Phi, rốt cuộc trong USB chứa cái gì vậy? Cậu nói thật đi. Cậu trai, mau lên. Mau đi lấy lại USB. Đi đi, rốt cuộc cô ấy biết cái gì? Cậu mau đi đi, đừng để nói giao USB ra cho tòa soạn. Đi mau đi. Bỏ ra. Cậu hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đang điều tra gì? Mẹ tôi không nói dối. Cậu không điều tra Ứng Đông vậy là ai? Tôi không thể nói. Cậu phải nói cho tôi. Cậu đã làm liên lụy tới bao nhiêu người? Dạng Gia vì cái USB đó phải nhập viện. Nếu cậu không nói thì vô trách nhiệm quá đi. Xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu nghe được. Được, cậu không nói cho tôi biết. Vậy thì đưa USB cho tôi. Tôi tự xem. Cậu làm gì vậy? Đưa cho tôi. Buông tay ra. Tôi không đưa. Có gì to tát đâu chứ. Chẳng phải chỉ bỏ ra 10 đồng bạc để mua báo lá cải. Khi cậu lừa gạt tất cả mọi người, tôi luôn bên cạnh cậu. Chẳng lẽ bây giờ cậu lừa cả tôi sao? Chúng ta còn là bạn bè không? Ngay từ đầu chúng ta đã không thể là bạn rồi. Cậu nói gì vậy? Chúng ta vốn dĩ không thể trở thành bạn bè được. Đây là những lời cậu nói với bạn thân sao? Bạn thân hả? Tôi chưa từng coi cậu là bạn, huống chi là bạn thân. Ngay từ đầu tôi đã lừa cậu rồi. Cậu, cậu đánh đi. Cậu làm gì vậy? Đừng cản tôi. Tại sao lại lừa dối tôi? Đủ rồi. Cậu tự xem đi. Cái gì vậy? Đây là mục đích chính mà tôi muốn điều tra.
thân thế của cậu. Bố ruột của cậu chính là Ngô Vũ Đình. Mẹ cảnh cáo con, không được gặp ăn phách nữa. Hãy nói cho mẹ biết chúng mày đã làm những chuyện gì rồi, mẹ nói đi. Cô Mộng, cô về rồi hay sao? Phi Phi, cháu nói cho cô biết, cháu thay quần áo cho con bé hả? Vâng ạ, là cháu thay quần áo cho cô ấy. Bọn nó chưa làm gì đúng không? Vâng ạ, Hữu Hy thì cứ ngủ suốt ở đây, cháu thì chăm sóc cho ăn phách ở trên lầu. Cô Hoa đáng kính, tôi mong rằng sau này cô có thể quản lý tốt con trai. Tôi không muốn cậu ta lại xuất hiện bên cạnh con gái của tôi nửa bước. Bây giờ đồ đẻo như tôi có quyền nói chuyện với cậu không? Xin lỗi nha, nhà báo, tôi không muốn được phỏng vấn. Bây giờ cậu phỏng vấn tôi đi, cậu muốn hỏi gì thì tôi cũng sẽ trả lời. Cậu sẽ trả lời tôi hết không? Không giấu giếm. Quá ra tôi đã sống trong một lời bịa đặt lớn như thế. Nếu bây giờ cậu muốn lừa gạt tôi thì cũng không cần nói gì hết. Tôi sẽ nói với cậu. Cậu bật bút ghi âm rồi chứ? Bút ghi âm ở trong túi của tôi, cậu có cần xem không? Mẹ của tôi có biết chuyện này không? Bảy chỉ mới biết sớm hơn cậu một chút. Bảy không cản cậu hả? Không có ai có thể ngăn cản được tôi. Nhưng mà bảy có đến tìm tôi, cầu xin tôi không nên đăng bài báo đó. Bảy không muốn nhìn thấy cậu chỉ cần người bố giàu có mà không đếm xỉa gì đến người mẹ nghèo hèn. Càng không muốn cậu bị bao vây mà bị tổn thương. Đương nhiên là tôi không đồng ý rồi. Tuy rằng có người thích thú với tình cũ, nhưng mà bộ phim nhiều tập về vì con riêng được nhận về một gia đình giàu có và chia tài sản thì có lẽ mọi người sẽ thích thú hơn. Nếu như muốn tỷ lệ người xem phim tăng lên, nhân vật chính nhất định phải là cậu. Đột nhiên cảm thấy cậu vô cùng xa lạ. Bây giờ cậu làm quen với tôi cũng chưa muộn đâu. Thành khẩn lắm. Thế còn Ngô Vũ Đình, phản ứng của ông ấy thế nào chứ? Ông ấy và mẹ của cậu cùng đứng trên một chiến tuyến. Ông ấy cũng không muốn nhận lại cậu, cũng không mong muốn cậu biết được mối quan hệ giữa hai người. Sợ mất mặt một gia đình danh giá sao? Chẳng trách mà ghét tôi như thế. Vì thế nên bây giờ cậu đã biết được vì sao bọn họ lo lắng mối quan hệ của cậu và ăn phách rồi chứ? Cậu nhất định sẽ đăng bài báo đó sao? Nhất định. Dù cho sẽ làm tổn thương đến mẹ tôi, người mà luôn coi cậu như con ruột của mình. Đúng, dù cho sẽ làm tổn thương đến An Phách, cô ấy là người vô tội. Tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến cô ấy. Đúng, dù cho sẽ làm tổn thương đến chính bản thân cậu, cậu nhất định sẽ hối hận. Tôi nhất định sẽ không hối hận đâu. Sao cậu lại cứ nghĩ sự việc tiêu cực như vậy hả? Biết đâu mọi người bị tổn thương nhưng lại gặp được nhiều điều tốt thì sao? Như cô Mộng, cô ấy có thể tái hợp với tình cũ. Cậu có thể nhận lại người bố giàu có của mình.
đây không phải là những gì mà mọi người mong muốn sao? Đối với tôi, cơ hội càng khó có được, càng giúp tôi có thể có được vị trí tổng biên tập hơn. Tôi giúp cậu, cậu giúp tôi, cả hai cùng có lợi mà. Sao tôi phải hối hận? Đình Nhất, Hữu Hy có đuổi kịp dì Phi Phi không? Không biết, không nghe điện thoại. Mai Bảo có gọi điện tới, nói cô ấy đưa cô Mộng về trước rồi. Dạng gia, em tỉnh rồi, vết thương còn đau không? Em tỉnh lại là tốt rồi, mọi người đều rất lo lắng cho em đó. Cuối cùng em cũng tỉnh lại, có muốn uống nước không? Mình muốn ngồi dậy. Đợi một chút. Sao mọi người đến hết đây vậy? Mọi người nghe cậu xảy ra chuyện nên đến đây thôi. Sợ cậu xảy ra chuyện không hay đó. Nếu không phải do Phi Phi và cái USB kỳ lạ của cô ta thì em đã không thành ra như thế này. Nhưng Phi Phi nói là dữ liệu trong USB rất quan trọng với Ứng Đông. Em không nghĩ cái người đó là nguy hiểm như thế. Hãy hứa với anh, về sau sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như thế. Không có gì quan trọng hơn bản thân em hết. Nếu em xảy ra chuyện gì thì bọn anh sẽ ân hận cả đời mất. Nếu vì em mà hại anh có chuyện gì thì em cũng sẽ ân hận cả đời. Được rồi, chuyện đã qua rồi thì không nên nói nhiều. Gia Gia vừa mới tỉnh lại, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Một người lại là được. Để tôi. Vivi ở lại chăm sóc mình là được rồi. Đi nào, đi thôi. Đi. Hứa với mình, từ sau không được mạo hiểm nữa. Được rồi, mình biết rồi mà. Vì mình biết, dù mình có mạo hiểm lần nữa thì cũng sẽ có Kha công tử từ trên trời bay xuống bảo vệ mình. Cậu không biết rằng anh Định Nhất dẫn Đông vừa nghe tin cậu có chuyện, một người thì đòi hiến máu cho cậu, người kia thì đòi đưa cậu đi Mỹ để chữa trị. Theo mình thấy thì hai người đó vì cậu mà không màng đến tính mạng của mình đó. Cậu nói quá lên rồi. Nếu là cậu thì bọn họ cũng sẽ làm như thế thôi. Cậu biết tình cảm của hai người dành cho cậu mà. Mình hỏi cậu, nếu như anh Định Nhất dẫn Đông cùng tỏ tình với cậu thì cậu sẽ chọn ai? Mình... mình chọn cậu. Công chúa nhỏ của tôi, hai đứa mình. Cho dù sau này cậu sẽ ở bên ai đi chăng nữa, chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau. Nên cậu bây giờ hãy trả lời người bạn tốt nhất của mình. Suy cho cùng thì giữa anh Định Nhất dẫn Đông ai là quan trọng nhất? Cậu đừng hỏi mình. Có hỏi mình một vạn lần thì câu trả lời vẫn như vậy thôi. Trong lòng của mình, người bạn tốt nhất là cậu, là người quan trọng nhất. Nó không giống nhau là không giống nhau. Bởi vì mình đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù mình ở bên cạnh ai đi nữa,
thì mình muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc trước, muốn thấy cậu có bạn trai trước, thì mình mới có bạn trai. Cậu phải kết hôn trước, sau đó mình mới kết hôn. Cậu phải tìm được người chăm sóc cậu suốt đời, sau đó thì mình mới tìm. Nếu người đó không bao giờ xuất hiện thì sao? Vậy thì mình đành phải ở bên cậu suốt cuộc đời thôi. Đến lúc đó cậu sẽ hối hận cho mà xem. Cậu không hối hận thì mình có gì phải hối hận chứ? Đồ ngốc. Mình đó, dù thế nào cũng có anh của mình chăm sóc. Đừng lo lắng cho mình, hãy dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của riêng cậu đi. Anh của cậu sinh ra đã là một người lãng tử, thích đùa giỡn với thế gian, làm sao mà anh ấy có thể ở lại chăm sóc cho cậu được? Nếu có một ngày anh ấy lại muốn đi chu du thì ai sẽ ở lại chăm cậu đây? Cô Mộng, chúng ta không về nhà mà đến đây làm gì vậy? Mai Bảo, cô có một bầu tâm tư muốn nói. Bây giờ cô phải lập tức nói rõ với người đó. Nói với ai ạ? Cháu nghe cô nói, cho dù hôm nay xảy ra bất cứ chuyện gì thì cháu cũng không được nói cho ai biết, đặc biệt là con trai của cô, biết chưa? Vì xảy ra chuyện gì thì cô nói cho cháu nghe đi. Có phải là nói cho cháu? Cô biết cháu rất tốt với Hữu Hy, cô biết cháu là người con gái tốt, cháu sẽ không làm hại nó. Vâng. Chào bà tìm ai? Tôi tìm tổng giám đốc Ngô. Xin hỏi bà có hẹn trước không? Tôi không cần hẹn trước. Cô Mộng, bảo vệ, có hai người phụ nữ vừa xông vào. Tôi nghĩ điều chỉnh tầm khoảng 20% là được. Còn sau đó chúng ta sẽ tăng cường thêm bộ phận này. Không được vào. Tôi xin lỗi ông chủ. Hôm nay bạn đến đây thôi, mọi người cứ về trước đi. Xin cô đừng có vô cớ kiếm chuyện mà xông vào nơi làm việc của tôi như thế này được không? Cô ta là ai? Đó là bạn gái của Hữu Hy. Dạ chào chú. Nếu như ông có dùng thủ đoạn bất hợp pháp nào để đối phó với tôi, thì ít ra cũng có nói làm nhân chứng. Tôi sẽ dùng thủ đoạn bất hợp pháp gì đối phó với cô? Có chuyện gì cô mau nói đi. Tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu. Sao ông lại phải làm như vậy với Phi Phi? Sao phải làm hại đến Dạng Gia hả? Ông nghĩ là dùng thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ như thế thì có thể che đậy được quá khứ của ông hay sao? Sao cô vẫn không thay đổi được cái tính xấu của cô vậy? Chưa gì đã ngậm máu phun người. Tôi đâu có biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Ông không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại cho người cướp USB của Phi Phi? Ông hại Dạng Gia nằm viện, bây giờ đang nằm đó. Không, ông là ai? Có chuyện đó sao? Ai làm vậy? Ông đừng có vừa ăn cắp vừa la làng. Tôi cảnh cáo ông, lần sau còn làm như thế tôi sẽ không tha cho ông đâu. Tôi cứ nghĩ là cô rất hiểu tôi, nhưng mà tôi không ngờ rằng hết lần này đến lần khác cô nghĩ tôi là loại người như vậy đó. Không sai, tôi rất không mong muốn vì Phi Phi sẽ đăng bài báo đó, và tôi sẽ có cách của mình để giải quyết. Nhưng mà tôi tuyệt đối không thể bỏ tiền ra để mua bạo lực. Tôi cũng nghĩ là mình rất hiểu ông, nhưng mà con người sẽ thay đổi mà. Nhưng có một điều không hề thay đổi, chính là những việc tôi làm tôi sẽ nhận. Vậy thì tôi hỏi ông, Hoa Hữu Hy là con trai của ông, sao ông lại không nhận nó? Bây giờ lại chỉ trách tôi là không nhận con của mình. Năm đó chúng ta đã thỏa thuận rõ với nhau là sẽ bỏ con đi, nhưng mà cô lại giấu tôi sinh con ra. Xin hỏi cô, tôi phải nhận như thế nào đây? Ông nghĩ là tôi đã tính toán hết rồi sao? Ông cho rằng tôi muốn lợi dụng con của mình để phân chia tài sản của ông hay sao? Ông có biết được tấm lòng của người làm mẹ không? Con là tính mạng của tôi có thể giết chết nó hả? Tôi nói lại lần nữa, tôi không dùng thủ đoạn phi pháp để lấy chiếc USB đó. Bây giờ cô muốn xé rách mặt ra thì hãy đợi đăng tin rồi xé. Đến lúc đó, chân tướng của tất cả mọi việc
đều sẽ được vạch trần, lúc đó mới phiền đấy. Đây là mục đích chính mà tôi muốn điều tra thân thế của cậu. Bố ruột của cậu chính là Ngô Vũ Đình.